Như thông tin trước đó mà chúng tôi đã đưa, một biểu tình viên tên Hứa Hoàng Anh đã chết tại nhà riêng của mình. Cái chết của Hứa Hoàng Anh chưa rõ lý do là gì. Bản thân gia đình Hoàng Anh đưa tin mập mờ, không rõ ràng. Một số thông tin thì cho rằng Hứa Hoàng Anh chết vì bệnh hoặc tự tử chết tại nhà. Sau đó công an đến khám nghiệm hiện trường, khám tử thi. Tuy nhiên, sau cái chết của Hoàng Anh và thái độ mập mờ của gia đình Hoàng Anh, nhiều nhà dân chủ, biểu tình viên đã đồng loạt lu loa lên rằng công an cộng sản giết Hứa Hoàng Anh, thậm chí bịa cả thông tin Hoàng Anh chết tại trụ sở công an, dù người nhà đã khẳng định Hoàng Anh chết tại nhà riêng. Và y như rằng, sau mỗi thông tin bị đặt đó, các nhà dân chủ quậy, biểu tình viên đã kêu gọi cộng đồng chống cộng quyên góp tiền, trục lợi cái chết của Hoàng Anh để làm giàu. Đây không phải là chiêu trò mới, nhưng lại có tính chất mất nhân tính hơn các vụ trước đó, khi lợi dụng cả cái chết của một con người. Thái độ im lặng và đưa tin không rõ ràng từ phía gia đình Hoàng Anh là có khả năng câu kết với những kẻ trục lợi đó để chia nhau số tiền quyên góp. Trước những hành động đáng ngờ đó, Phan Hằng, một dân chủ quậy đã dũng cảm lên tiếng vạch trần âm mưu trục lợi từ cái chết của Hoàng Anh. Cũng có thể vì không được chia phần, có thể vì ghen ăn tức ở, hoặc vì cái tâm ý tốt. Nhưng dù sao, hành động tố cáo của Phan Hằng cũng đáng hoan nghênh. Tiếng nói của Hằng đã vạch mặt những kẻ khốn nạn, bỉ ổi, khoác áo đấu tranh dân chủ này. Mời các bạn cùng nghe bài viết của Hằng trên Facebook cá nhân của mình. Phan Hằng. Đây là đoạn clip ngắn trong đám tang của Hoàng Anh mà mình lấy được từ Facebook Xuân Hồng. Hoàng Anh chết là có thật, nhưng có phải chết vì bị công an mời do tham gia cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 và chính công an gây ra cái chết cho em không? Thì có người đi xác minh trả lời không phải là như vậy. Tờ giấy mời này là tờ giấy mời từ ngày 26 tháng 9 năm 2017. Như vậy, trước ngày Hoàng Anh chết, Facebook của Hoàng Anh không hề đăng tin gì về việc bị công an mời, cũng như thông báo cho mọi người là mình sẽ lên làm việc với công an. Sau khi Hoàng Anh chết, có rất nhiều Facebooker đã đăng tin Hoàng Anh chết là do bị công an mời và đánh hay xiết cổ chết gì đó. Có người đưa hẳn cả hình ảnh cái xác nào đó và cho là Hoàng Anh bị xiết cổ chết. Nhưng theo tôi biết thì đó không phải là của Hoàng Anh. Cho đến thời điểm này, từ phía gia đình Hoàng Anh chưa hề lên tiếng về việc con em họ bị công an mời lên và giết chết, cũng như chưa có một hình ảnh nào xác thực việc em bị công an đánh giết chết. Xem clip đám tang của Hoàng Anh, chúng ta có thể thấy điều gì đó căm phẫn từ phía gia đình khi con họ bị giết chết không? Gia đình Hoàng Anh làm nghề lò ấp vịt. Theo Hằng hiểu thì cũng giống như họ buôn bán. Họ là dân làm ăn, nơi gia đình Hoàng Anh sinh sống, bà con dòng họ cũng đông. Các bạn nghĩ rằng dòng họ người ta có thể im lặng trước cái chết của con em họ nếu do công an gây ra hay sao? Các bạn hãy đặt mình vào trong gia đình Hoàng Anh. Các bạn có im lặng không? Còn riêng tôi thì không. Người thì cũng đã chết. Lý do chết vì lý do gì đó, gia đình không muốn mọi người đào sâu và biết. Họ làm đám ma chôn gấp cũng có lý do, nên chúng ta nên tôn trọng người đã khuất cũng như gia đình người đã khuất. Dĩ nhiên không phải vì do công an đánh chết. Các bạn có thể thấy mình vô duyên khi giật tít mọi chuyện lên để dựa vào điều này, kêu gọi tiền về giúp đỡ gia đình em, trong khi gia đình em không hề biết gì về việc này. Việc lợi dụng một người đã khuất để trục lợi là điều rất ư khốn nạn. Chúng ta đấu tranh mang điều tốt đẹp về cho Việt Nam, chứ không phải lên đây để mưu cầu lợi ích, để phải lợi dụng cả người chết để kiếm tiền như thế. Tôi chưa từng biết em, nhưng tôi thấy việc các bạn làm khiến em ra đi không được thanh thản, làm tôi chạnh lòng và bức xúc. Các bạn bịa chuyện vu khống cho an ninh cộng sản giết em có mục đích, có lợi ích riêng của các bạn, nhưng các bạn lại vô tình làm ảnh hưởng đến em cũng như gia đình em. Nếu an ninh cộng sản trong trường hợp cần phải làm sáng tỏ và công bố về lý do cái chết của em, thì tôi nghĩ đó là điều em và gia đình em không hề mong muốn vì ảnh hưởng tới thể diện của gia đình. Tôi nghĩ các bạn hãy đấu tranh vì một sự tốt đẹp của mình trước đã, rồi hãy đấu tranh cho một Việt Nam tốt đẹp. Xin lỗi em, chị chỉ muốn vạch trần những tên lợi dụng em làm lợi cho họ. Việc họ làm khiến em vô tình mang nợ người khác.
mà ra đi không thanh thản. Hết trích. Trước đó, Hằng Phan trước khi viết bài này đã viết một status tương tự với nội dung như trên nhưng ngắn gọn hơn. Hằng Phan viết như sau: Chết cũng không được thanh thản, ra đi. Đây là sự khốn nạn của những người vì đồng tiền mà bán rẻ lương tri.